Rồi, chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ lọc bớt và cũng như là chặn những cái nội dung video của những cái kênh mà các bạn không thích xem. Thì khi mà các bạn sử dụng ứng dụng YouTube để có thể là xem video hàng ngày thì nó sẽ dựa trên những cái thuật toán để nó có thể là giới thiệu cũng như là đề xuất cho các bạn về những cái nội dung video mà các bạn muốn xem thông qua cái việc là những cái nội dung mà các bạn gõ ở đây. Ví dụ như là các bạn thấy trên kênh của mình thì có những cái nội dung mà nó đề xuất cho mình về những cái bộ phim hoạt hình mà mình hay xem, cũng như là những cái nội dung video đánh giá về điện thoại. Nó có rất nhiều ở đây vì là mình hay xem những cái nội dung video liên quan đến đánh giá điện thoại, cho nên là nó đề xuất cho mình những cái kênh có cái nội dung tương tự. Ở bên cạnh đó thì nó cũng đề xuất cho mình những cái nội dung của những cái kênh khác. Và trong khi đó thì nếu như các bạn đang sử dụng và các bạn thấy là có những cái kênh nó đề xuất mà các bạn cảm thấy không phù hợp, hoặc đơn giản là các bạn không muốn xem nội dung của kênh đó, các bạn muốn chặn, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Ví dụ như ở đây mình sẽ thấy một cái nội dung của cái kênh như thế này. Thì bây giờ mình muốn không muốn cái kênh này nó sẽ đề xuất cho mình trong tương lai nữa, mình muốn chặn cái kênh này và những cái nội dung tương tự, thì mình sẽ bấm vào cái phần ba dấu chấm ở đây. Sau đó thì nó sẽ có cái phần đó là không quan tâm hoặc là không đề xuất kênh này. Thì nếu như các bạn không quan tâm đến cái nội dung kênh này thì các bạn bấm vào phần là không quan tâm như thế này. Hoặc là ngược lại, nếu như các bạn muốn chặn hoàn toàn cái nội dung của cái kênh đó và các bạn không muốn là nó đề xuất trong tương lai, thì các bạn có thể là thực hiện cái việc là các bạn sẽ đây, ví dụ như là nội dung của cái kênh này mình muốn chặn hoàn toàn và không muốn đề xuất ở trong tương lai, thì mình sẽ bấm vào phần ba dấu chấm ở đây và mình chọn là không đề xuất kênh này. Như vậy thì trong tương lai YouTube nó sẽ hiểu là mình không muốn đề xuất cái kênh đó và những cái nội dung tương tự của những cái kênh giống như thế, thì nó sẽ không đề xuất cho mình nữa ở trong cái phần video như thế này. Đó, các bạn chọn là phần là không đề xuất kênh này. Thì với việc là các bạn chọn như thế thì đồng nghĩa với cái việc là các bạn đã chặn luôn cái kênh đó, và sau này nó sẽ không xuất hiện những cái nội dung của cái kênh đó nữa. Đó chính là cái cách để các bạn có thể là lọc những cái nội dung mà YouTube có thể là đề xuất cho các bạn để xem những cái video ở trên đây.